Xét đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long và ý kiến của Bộ Nội vụ, mới đây Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký quyết định số 520 công nhận 17 xã an toàn khu tại tỉnh Vĩnh Long. 17 xã được công nhận bao gồm Nhân Bình, Hòa Bình, Hữu Thành, Trà Côn, Vĩnh Xuân, Thuận Thới, huyện Trà Ôn, xã Bình Ninh, Ngãi Tứ, Tường Lộc, Hậu Lộc, Song Phú, huyện Tam Bình và xã Hiếu Thành, Thanh Bình, Trung Thành, Trung Hiệp, Trung Ngãi, Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm. Để được công nhận xã an toàn khu, các đơn vị hành chính cấp xã phải có 3 trong 5 tiêu chí, như phải được cấp ủy đảng từ khu ủy, quân khu ủy trở lên chỉ đạo xây dựng an toàn khu cách mạng, nơi có các điều kiện về địa hình, địa thế, chính trị, quân sự, kinh tế xã hội, dân cư và bảo đảm an toàn cho các hoạt động lãnh đạo cách mạng của đảng trong thời kỳ kháng chiến. Có nơi ở, nuôi, giấu, giữ bí mật, làm việc và hoạt động lãnh đạo chỉ đạo xây dựng phong trào cách mạng trong kháng chiến của các đồng chí cán bộ của đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội từ cấp khu và quân khu trở lên. Là nơi diễn ra các sự kiện đặc biệt quan trọng, có các quyết sách chiến lược của đảng mang tính chất bước ngoặt trong các giai đoạn của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đây cũng là nơi đóng quân, đào tạo, huấn luyện, tập kết, trung chuyển của các lực lượng vũ trang từ cấp đại đội trở lên, nơi có kho cất giữ lương thực, thực phẩm, vũ khí, khí tài, quân trang, quân dụng, có cơ sở và phong trào cách mạng vững mạnh trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, hoặc là nơi đã diễn ra trận đánh thắng lợi quan trọng, góp phần tạo ra cục diện chiến trường lợi thế cho cách mạng và kháng chiến tại địa bàn và khu vực lân cận. Các xã được công nhận an toàn khu sẽ được thực hiện chính sách ưu đãi theo các quy định hiện hành.